Trong quá trình làm SEO thì các bạn thường mắc phải một số lỗi. Và như vậy thì trong clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để khắc phục các lỗi thường gặp và chúng ta sẽ làm SEO tốt hơn. Ở đây thì có 8 lỗi thường gặp trong quá trình các bạn tiến hành làm SEO. Lỗi đầu tiên đó chính là tập trung quá nhiều vào số lượng bài viết. Mỗi ngày các SEO hay những người biên tập nội dung đều cố gắng tạo ra thật nhiều bài viết liên quan tới từ khóa cần làm SEO nhằm thu hút khách hàng bằng chiến lược nội dung. Tuy nhiên, việc mà các SEO tập trung quá nhiều vào số lượng bài viết mà bỏ quên là người dùng họ đừng quan tâm đến chất lượng bài viết thực sự. Thì như vậy là các bạn sẽ không đạt được hiệu quả trong quá trình làm SEO mà công sức các bạn bỏ ra để viết nội dung sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nói như vậy thì không phải là viết nhiều bài là không tốt. Điều quan trọng ở đây là bạn nên sáng tạo nội dung, bài viết chất lượng nhờ đa dạng hóa bài viết. Nhưng điều cốt yếu là phải truyền đạt được thông tin giá trị tới khách hàng. Mà sau khi người ta đọc xong bài viết của bạn thì những người người ta muốn tìm hiểu thêm thì người ta sẽ đọc thêm nội dung trên web hoặc liên lạc với bạn hoặc copy nội dung. Chứ không phải bạn viết rất nhiều nội dung spam lên trên hệ thống và sau đó thì những nội dung này không có giá trị gì cả. Lỗi thứ hai là chúng ta không tuân theo quy tắc viết bài chuẩn SEO. Để viết bài viết thân thiện với bộ máy tìm kiếm thì cần phải có những chuẩn riêng. Một bài viết chuẩn SEO sẽ làm tăng hiệu quả. Và chúng ta mải mê viết bài mà quên mất quy tắc để chỉnh sửa cho chuẩn SEO thì như vậy là lỗi chúng ta hay gặp phải trong quá trình làm. Lỗi thứ ba các bạn hay gặp phải đó chính là chúng ta tập trung quá đà vào việc xây dựng liên kết backlink. Trước đây thì đa số SEO đều tập trung vào việc xây dựng liên kết để chạy đua thứ hạng trên Google, sử dụng các phần mềm đăng tin mua bán techlink. Chính vì vậy, để hạn chế điều này, Google đã tiến hành cập nhật thuật toán Penguin để phạt các website xây dựng liên kết quá đà, khiến cho các site này rớt top, mất luôn thứ hạng. Hiện nay thì các SEO đều tập trung chiến lược nội dung. Cho nên, khi chúng ta tiến hành làm SEO, thay vì việc là các bạn cố gắng giải nhiều backlink, thì hãy tập trung xây dựng nội dung trên website của mình thật tốt. Lỗi thứ tư hay gặp phải trong quá trình tiến hành làm SEO đó chính là nhồi nhét quá nhiều từ khóa trong bài viết. Việc spam từ khóa trong bài viết sẽ gây ra sự khó chịu cho người đọc. Mục đích viết bài viết giá trị trên website là nhằm thu hút thêm người đọc ghé thăm website và giữ họ ở lại trên web, chứ không phải chúng ta viết bài để phục vụ Google. Bài viết của bạn nên thực hiện một cách tự nhiên nhất. Có thể tham khảo nhiều bài viết của các đối thủ hoặc là những cái bài viết khác để lấy thêm nội dung. Thay vì nhồi nhét từ khóa, hãy kết hợp và chèn vào một cách tự nhiên với mật độ vừa phải, như chúng ta đã nghiên cứu là từ 2-4%. Lỗi thứ năm các bạn gặp phải trong quá trình gặp SEO đó là đặt quá nhiều từ khóa ở tiêu đề. Có nhiều bạn nghĩ là có thể lên top nhiều từ khóa trên một trang cố định, cho nên là chúng ta cho vào tiêu đề quá nhiều từ khóa. Và như vậy thì khi người ta đọc một tiêu đề có quá nhiều từ khóa thì khách hàng sẽ có cảm tưởng là những nội dung này không phù hợp và những nội dung này mang lại cho họ cảm giác là nội dung rác. Cho nên là chúng ta không nên chọn 5 từ khóa trở nên để đặt tiêu đề hoặc là tiêu đề không vượt quá 11 ký tự. Lỗi thứ 6 các bạn hay gặp phải trong quá trình làm SEO là lập thẻ tiêu đề và thẻ meta. Khi bạn lập quá nhiều thẻ meta và tiêu đề thì bạn sẽ bị Google đánh giá là spam từ khóa. Vì vậy hãy nâng cao thứ hạng website của bạn bằng cách là viết những bài viết một cách cẩn thận, chịu khó truy cập vào trong Google Webmaster Tool để kiểm tra xem là bạn có bị dính lỗi cập nhật nội dung nào trùng lập hay không, và sau đó thì chúng ta có thể chỉnh sửa. Lỗi thứ 7 đó chính là copy quá nhiều nội dung. Đây là điều tối kỵ trong quá trình làm SEO. Nếu website của bạn có nhiều bài viết trùng lập với bài viết của các website khác thì sẽ không được Google đánh giá cao. Cho nên là bạn có thể tham khảo nội dung nhưng mà sau đó thì nên viết theo ý hiểu của bạn và khác biệt với đối thủ. Check nội dung trùng lập, chúng ta sử dụng công cụ là CopyScape. Lỗi thứ 8 là sử dụng phần mềm SEO quá đà. Việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm SEO giúp bạn giảm được khối lượng công việc thủ công, nhưng các thuật toán của Google thay đổi liên tục mà các phần mềm thì khó có thể cập nhật được. Nếu sử dụng quá đà các phần mềm thì rất dễ bị các thuật toán Google phạt. Cho nên các bạn nên tiến hành làm một cách cẩn thận và xây dựng một quy trình rõ ràng. Chúng ta đang làm SEO để phục vụ người dùng và phát triển lâu dài, chứ không phải các bạn làm SEO để lên trong một thời gian ngắn sau đó chúng ta bỏ. Và trên đây là 8 lỗi các bạn thường gặp phải và cách hướng dẫn khắc phục. Còn rất nhiều những lỗi khác trong quá trình các bạn làm. Cho nên khi chúng ta làm SEO, các bạn tập trung cho tôi 4 vấn đề chính. Đó là backlink, content, traffic và time on site. Và chúng ta giải quyết được 4 vấn đề này một cách triệt để và hiệu quả thì các bạn sẽ làm SEO được tốt.